Lan rừng bản đô minh lý xin kính chào tất cả mọi người nhé Chiều hôm nay thì em có được ít trâu Và có thêm được mấy chậu hoàng nhạn tháng 8 Đang nụ đang hoa Để chia sẻ cho mọi người Ai lựa chọn được đơn nào Mọi người hãy gọi điện cho em Theo số điện thoại 0981 088 852 Hoàng nhạn tháng 8 hôm nay thì cực kỳ đẹp luôn mọi người nhé Và trâu thì có những cái đơn rất là VIP Và có những cái đơn thanh lý thì cực kỳ rẻ luôn Đấy thì ai chốt được đơn nào mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981 088 852 Zalo 0981 088 852 sau đây thì em đi thẳng vào vấn đề chính luôn để cho mọi người đỡ phải chờ lâu một cây trâu mít siêu đã luôn mọi người nhá mít quá đã luôn này. đấy một cây sọc chỉ lá rất dày lá rất dày nhá mọi người một này hai này ba này bốn cặp lá bốn cặp lá bản lá rất là to bản lá rất to nhé, bốn ngón tay đây mọi người xem mít đã như thế này nhé, một cây mít tuyệt đỉnh luôn cây mít tuyệt đỉnh luôn nhé, cây này mà lấy được nguyên bản thì quá đã luôn một gang hai gang đấy rất là to rất là to mít rụt rịt đấy mít rụt rịt luôn ai tốt cây này với giá là 1 triệu 500 k em bao ship cho mọi người Cây này nếu như mà nó nguyên bản thì nó phải là 3 triệu đấy. Đẹp tuyệt vời. H1 1 một, một triệu 500k em bao ship cho mọi người. H2. H2 hai, hai, đơn này gồm có là một cây. Cây này anh em người ta bỏ bao mới nứt một chút. Hai cây. Ba cây. Ba cây này ai chốt với giá là 350k em bao ship 350 vào ship H2 H3 đơn này cũng là 3 cây 3 cây rất là đẹp 1 2 là một cây mít 3 đây là một cây chỉ thiên 3 cây này ai chốt cũng có giá là 350k em bao ship H3 H4 Đơn này gồm có 5 cây 5 cây Ở rừng thì không tránh khỏi được những dấu vết như thế này Là cháy rừng ấy mọi người nhé Cháy nó táp rồi. 1 cây 2 3 4 5 5 cây này Ai chốt với giá cũng là 350k Em bao ship H4 H5 Đơn này cũng là 5 cây Cây này cũng bị thủng Thủng một cái lá cho con sâu Một này Hai Ba Cây này gió cháy này Cháy rừng Táp lửa Bốn Năm Cây này cũng bị sâu ăn một, mất một cái lá Năm cây này Ai chốt cũng có giá là 350k em bao ship H5 H6 là một cây trâu siêu to khổng lồ và anh em người ta đi thì về không giữ được nó bị lỗi rất là phí rất là phí với một cây trâu như thế này bỏ bao vỡ mất cái lá nứt tí đây là đất bùn đất nhá cái này cũng nứt một chút này. bản lá này bản lá này phải 78 cm bản lá này phải 78 cm đấy. đấy bàn tay mà lọt tổng như thế này đây lá ngọn đang lên OCK luôn không ảnh hưởng một tí gì cả mọi người xem viên gạch 50 cm nó to bằng cái viên gạch 50 cm to hơn viên gạch 50 cm luôn mọi người nhé rất là khủng ai chốt cây này em trả thanh lý cho mọi người với giá là 500k em bao ship luôn H6 H7 Đơn này gồm có 7 cây 7 cây nhé 1 2 3 Cây này bị vỡ lá 4 Cây này cũng bị hỏng một lá 5 6 7 8 cây mọi người 8 cây Với giá là 350k Em bao ship Tiếp theo H8, đơn này gồm có 10 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cây này với giá là 350 em báo ship. H9 đây, hoa nhạn tháng 8 đây mọi người nhá. Thơm nức mũi luôn. Thơm nhất cả mũi. Cây thứ nhất này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Lá nõn đang lên này nữa là 10 cặp lá. Và hoa ở đây. Hoa thì đang còn được uh, ba 3 bông nữa. Còn được 3 bông nữa. Đấy. Và cây bên này thì đang nở đây Cây bên này thì đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá 7 cặp lá Đấy Tuyệt vời luôn Ai chốt Chậu này Em để với giá là 2 triệu 200 k Em bao ship cho mọi người 2 triệu 200 k Một chậu một cặp hai cây như thế này Đẹp tuyệt vời luôn H9 H10 Tiếp theo một cặp Chất rụt rịt luôn Quá đỉnh quá đã luôn nhé Quá đỉnh quá đã luôn Một cây này thì đang cả nụ cả hoa đây Đã nở rồi Bông rất dài Rất là dài luôn nhá Tuyệt vời đẹp luôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 cặp lá Chưa mất lá gốc luôn Cây bên này 1, 2, 3, 4, 5 Lá nõn nữa là 6 5,5 cặp lá Riêng cây bên này thì nó đang non Chưa có hoa Còn cây bên này thì đã ra hoa đây Mọi người nhá Đấy. Ai chốt cặp này Cũng có giá là 2 triệu 200 k 2 triệu 200 k Quá đã luôn nhá Hoàng nhàn tháng 8 thơm nức mũi luôn Thơm kinh khủng là thơm H10. H11. Một cặp rụt dịch Một cặp rụt rịt. Đang có nụ đây mọi người nhá, đang có nụ. Đang nụ nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cặp lá và cây bên này 1 2 3, 3,5 cặp lá. Đấy. Cây bên này thì chưa có hoa. Còn cây bên này thì đang ra hoa rồi. Đang ra nụ đây. Ai chốt cặp này? với giá là 2 triệu tròn 2 triệu tròn em bao ship cho mọi người H11 2 triệu tròn cho một cặp này nhé H11 H12 H12 cặp này cũng là một cặp khá là to khá là to khá là đẹp luôn 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cặp và cây này đang hoa Cây bên này thì chưa ra hoa. Chưa ra hoa. 1 2 3 4 5, 5,5 cặp lá. Đấy. Ai chốt cặp này cũng có giá là 1 À xin lỗi, 2 triệu. 2 triệu. Em bao ship, 2 triệu tròn nhá. Đây là H12. H13. H13, đây một cây riêng. Một cây riêng. Một cặp vòi nụ rất là dài Đang tua tủa luôn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7,5 cặp lá Gần 8 cặp lá rồi mọi người Đấy quá đẹp luôn nhá Ai chốt chậu này Với giá là 1 triệu 300k Em bao ship 1 triệu 300k em bao ship mọi người nhá Có vòi có nụ Có lá có cây Đẹp tuyệt vời luôn H13 1 triệu 300k em bao ship và ai thích phi điệp của rừng buôn đôn thì em có ba chậu này đang kỳ đang thân tơ đây mọi người nhá đang kỳ đang thân tơ đầy đủ hết nhá chậu thứ hai này và đây là chậu thứ ba này đấy cả kỳ trên thân cả thân tơ ôm tùm luôn rất là nhiều đấy tha hồ về mọi người làm tác phẩm ba chậu này em để cho mọi người với giá là 700 k em bao ship cho mọi người 700k cho 3 chậu phi điệp này nhá em bao ship luôn và đấy cũng là tổng toàn bộ tất cả mấy đơn hàng chiều hôm nay em đưa lên để cho mọi người lựa chọn ai lựa chọn được đơn nào mọi người hãy gọi điện cho em theo số điện thoại 0981 088 852 Zalo 0981 088 852 kênh Lan rừng bản đô Minh Lý Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hẹn mọi người ở clip sau thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại